Diễn biến nóng, truy bắt đối tượng cầm dao và vật liệu nổ cướp ngân hàng ở Nghệ An. Tùng điên, đối tượng có nhiều tiền án tại tỉnh Quảng Nam lại bị bắt giữ. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an thông tin về quá trình điều tra một số vụ án nóng. Tột cùng nỗi đau cha mất con, chồng mất vợ trong vụ cháy nhà trọ ở Hải Phòng. Mua 2 tờ vé số, người đàn ông nghèo ở Trà Vinh bất ngờ trúng giải độc đắc gần 4 tỷ đồng. Kinh hãi phát hiện quả bom nặng hơn 3 tạ còn nguyên kíp nổ khi đào móng nhà. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cướp ngân hàng. Tên cướp đã dùng dao và vật liệu nghi là chất nổ để đe dọa nhân viên ngân hàng đưa tiền. Lực lượng chức năng địa phương sau đó đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức truy bắt đối tượng thực hiện hành vi liều lĩnh này. Theo camera an ninh ghi lại, vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 1 tháng 2, một người đàn ông trong trang phục áo khoác bịt mặt, đeo khẩu trang đã xông vào phòng giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank chi nhánh Cửa Lò để thực hiện hành vi cướp tài sản. Một tay đối tượng cầm dao, tay kia cầm vật liệu nghi là chất nổ, rồi hô tất cả đứng im. Vào thời điểm này, trong ngân hàng có khoảng 20 người, gồm nhân viên ngân hàng và khách đến giao dịch. Quá hoảng sợ nên mọi người đã bỏ chạy tán loạn. Sau đó, đối tượng nhảy qua quầy giao dịch và ép một nam nhân viên phải đưa tiền. Khi cướp được một số tiền khoảng 10 triệu đồng trong quầy giao dịch, đối tượng đã lên xe máy tẩu thoát theo hướng đi về thành phố Vinh. Một số nhân viên ngân hàng và bảo vệ đã truy đuổi nhưng không theo kịp, bị mất dấu vết. Toàn bộ sự việc nói trên diễn ra trong chưa đầy 2 phút. Hiện Công an thị xã Cửa Lò đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy bắt tên cướp táo tợn này. Thưa quý vị, Trần Tích Tùng, còn gọi là Tùng Điên, sinh năm 1992, trú tại thôn Trà Lý, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, là đối tượng có nhiều tiền án, đã lại vừa bị bắt giữ về hành vi đột nhập vào một phòng khám, trộm cắp tài sản. Trước đó, vào ngày 30 tháng 1 năm 2024, Công an thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận đơn trình báo của chị NTMT, sinh năm 1985, trú tại phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, về việc bị kẻ gian đột nhập vào phòng khám Thiên Ân có địa chỉ tại số 50 đường Nguyễn Chí Thanh, phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, lấy trộm nhiều tài sản có giá trị. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Tam Kỳ đã phối hợp với Công an phường Tân Thạnh và Công an phường An Mỹ nhanh chóng đến hiện trường, đồng loạt tổ chức xác minh truy xét đối tượng. Sau một ngày truy xét, đến chiều ngày 31 tháng 1 năm 2024, lực lượng công an đã xác định đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội là Trần Tích Tùng. Cơ quan điều tra đã bắt giữ khẩn cấp đối với Trần Tích Tùng về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng. Toàn bộ tăng vật Tùng lấy trộm của chị NTMT đã được thu hồi bao gồm một máy tính HP, một máy Samsung, một điện thoại Oppo và 5,5 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu giữ phương tiện gây án của đối tượng như bao tay, xà beng, khẩu trang, áo khoác. Đối tượng Trần Tích Tùng đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ. Thủ đoạn đột nhập trộm cắp tài sản của Tùng Điên rất chuyên nghiệp. Trước khi gây án, đối tượng chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án và ngụy trang rất kỹ lưỡng. Cơ quan điều tra nghi vấn, Tùng còn gây ra nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản khác tại thành phố Tam Kỳ và các địa bàn lân cận. Những thông tin đáng chú ý khác về tình hình an ninh trật tự sẽ tiếp nối chương trình ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Công an tỉnh Bắc Cạn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà Thị Huyền Trang, sinh năm 1985 ở thành phố Bắc Cạn, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của những người quen, Trang đã đưa thông tin không có thật như gia đình của người bị hại đang gặp hạn phải chuyển tiền cho Trang để làm lễ giải hạn. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền của bị hại, Trang đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Mặc dù liên tục bị lừa, nhưng có người vẫn tin tưởng chuyển tiền cho Trang. Tới tháng 6 năm 2023, Trang bỏ trốn khỏi địa phương. Quá trình này, đối tượng vẫn tiếp tục lừa đảo. Công an tỉnh Bắc Cạn sau đó đã xác lập chuyên án, quyết tâm bắt giữ đối tượng Trang.
Trang bị phát hiện khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tại thời điểm bắt giữ, đối tượng vẫn đang thực hiện cuộc gọi với một người phụ nữ để lừa đảo. Đối tượng đã được di lý về Bắc Cạn để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan điều tra, Trang đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận do cần tiền để tiêu xài, trả nợ nên đối tượng đã nảy sinh ý định phạm tội. Kết quả điều tra ban đầu xác định, bằng thủ đoạn trên, Trang đã chiếm đoạt được số tiền trên 400 triệu đồng. Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Thị Bích, 30 tuổi, trú ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, về tội trộm cắp tài sản. Theo tài liệu điều tra, nữ bị can này đã từng bị tuyên án liên quan đến tội danh trộm cắp tài sản. Từ cuối năm 2023, đầu năm 2024, Đỗ Thị Bích đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của các hộ dân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Trong quá trình khám xét nơi ở của Bích, công an thu giữ 45 triệu đồng, 3 điện thoại di động cùng một số tài liệu liên quan. Bước đầu, Bích thừa nhận đã gây ra 2 vụ trộm trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn. Người phụ nữ này ban ngày thường đi nghe ngóng, phát hiện nhà người dân nào sơ hở sẽ lẻn vào và lấy đi tiền mặt, tài sản có giá trị khoảng 80 triệu đồng. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với nhóm cầu thủ bóng đá thuộc câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu về hành vi đánh bạc. 5 đối tượng bị khởi tố bao gồm NSH sinh năm 1994, trú tại tỉnh Đồng Tháp, LBGH sinh năm 2002, trú tại tỉnh Thanh Hóa, PVP sinh năm 2004, trú tại tỉnh Hải Dương, NQH sinh năm 2004, trú tại tỉnh Đồng Nai, và TKA sinh năm 2004, trú tại tỉnh Bến Tre. Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 24 tháng 12 năm 2023, tại sân vận động Bà Rịa, câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã có trận đấu thuộc khuôn khổ Cúp Sao Vàng. 5 đối tượng đã bàn bạc thống nhất đá dưới sức. Sau đó, các đối tượng này đặt cược cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng thắng trên các website cá độ bóng đá. Kết quả trận đấu, câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu đã thua với tỷ số 3-1. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều tra làm rõ. Thưa quý vị, mới đây, Trung tướng Tô Ân Sô đã thông tin về những vụ án đang được dư luận quan tâm thời gian gần đây liên quan đến lĩnh vực điện, xăng dầu, như vụ việc xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oil và công ty Hải Hà. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, công ty Hải Hà đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước ước tính ban đầu khoảng 15 tỷ đồng, gây thất thoát hơn 300 tỷ đồng. Còn tại vụ Xuyên Việt Oil, cơ quan điều tra đang phong tỏa 17 tài khoản cá nhân với số tiền trên 4 tỷ đồng, dừng giao dịch, mua bán, chuyển nhượng 54 nhà đất đứng tên cá nhân và 6 nhà đất đứng tên công ty. Trung tướng Tô Ân Sô nêu rõ, với phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, Bộ Công an đã tích cực thăm khám và điều trị đối với một số bệnh nan y trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đấu tranh xử lý vụ án chuyến bay giải cứu, vụ FLC, ngân hàng SCB và hiện nay đang chuyển sang lĩnh vực điện, xăng dầu, đá, cát, sỏi. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, vụ án tại công ty cổ phần tập đoàn Tuấn Ân và công ty Điện lực Bình Thuận là điển hình trong lĩnh vực điện. Chủ đầu tư và nhà thầu đã bắt tay nhau nâng giá vật tư, thiết bị điện, nhiều loại nâng từ vài chục đến vài trăm phần trăm. Cá biệt có vật tư được nâng giá 300%. Đây là một trong những nguyên nhân làm tăng giá điện, gây thiệt hại đáng kể cho người tiêu dùng, khiến người tiêu dùng bị thiệt thòi. Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho rằng, loại virus Việt Á biến thể này tương đối phổ biến ở một số địa phương. Thời gian tới, Bộ Công an sẽ có vaccine để điều trị virus biến thể này. Đối với vụ công ty Xuyên Việt Oil và công ty vận tải thủy bộ Hải Hà là điển hình cho vi phạm quy định về xuất nhập khẩu xăng dầu, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu. Thưa quý vị, như đã đưa tin, vào rạng sáng ngày 1 tháng 2, tại xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng khiến một người phụ nữ và 2 con nhỏ tử vong. Chỉ trong chốc lát, 3 người trong gia đình có 5 thành viên đã ra đi mãi mãi vì hỏa hoạn. Người cha trở về nhà trong nỗi đau tột cùng khi mất đi vợ và 2 con. Chiều ngày 1 tháng 2, người dân xóm 2, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng vẫn bàng hoàng nhìn về căn nhà trọ xảy ra đám cháy đã cướp đi tính mạng của 3 mẹ con chị Phạm Thị Xoan, sinh năm 1981, thường trú ở tỉnh Thanh Hóa.
Đây là căn nhà trọ, vừa là nơi ở, vừa là quán cháo dinh dưỡng do anh Duân và chị Xoan, quê ở Thái Bình, thuê để sinh sống, kinh doanh. Dù là người ở địa phương khác tới mưu sinh, nhưng gia đình anh Duân, chị Xoan đều được mọi người quý mến. Theo hàng xóm, vợ chồng anh chị Duân là người hiền lành, chăm chỉ, chịu khó. Anh Duân làm nghề chở hàng thuê, còn chị Xoan ở nhà vừa bán cháo dinh dưỡng, vừa chăm nom hai con nhỏ. Khi nhận được tin chị Xoan và hai con gặp nạn, rất đông người dân đã đến để chia sẻ nỗi đau cùng anh Duân. Người đàn ông 42 tuổi, mắt đỏ hoe vì chưa thể vượt qua được cú sốc quá lớn. Anh nức nghẹn nói, trước khi đi làm vẫn còn vợ còn con, lúc đi về thì đã mất cả rồi. Anh Duân quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Hàng ngày vì đặc thù công việc, anh thường ra khỏi nhà lúc 1 giờ 30 để chở lợn thuê từ Thái Bình ra khu vực quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Rạng sáng ngày 1 tháng 2, sau khi ra khỏi nhà, đến khoảng 3 giờ 30 phút, anh Duân nhận tin báo ngôi nhà gia đình đang thuê ở xã Cổ Am bốc cháy, chỉ có con gái lớn thoát nạn, vợ anh và hai con nhỏ vẫn đang mắc kẹt. Vứt bỏ lại công việc, anh Duân vội vã bắt taxi trở về nhà. Gần 1 tiếng sau, anh về tới nhà, đám cháy đã được dập tắt, nhưng vợ và hai con nhỏ của anh không còn nữa. Cháu NPTT, sinh năm 2008, là con gái lớn của anh Duân. Sau khi thoát ra ngoài, được người thân đưa đi bệnh viện vì bị bỏng. Cháu chỉ bị bỏng nhẹ, nhưng điều anh Duân và người nhà lo lắng nhất là tâm lý con gái bị ảnh hưởng vì sự mất mát quá lớn này. Lúc mới thoát ra được khỏi đám cháy, cháu T cho biết, tại thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có 4 mẹ con chị Xoan đang ngủ. Cháu T nghe thấy tiếng hô hoán đã tỉnh dậy và thấy cháy trong nhà nên có gọi mẹ dậy. Tuy nhiên, không thấy mẹ và hai em chạy ra. Cháu T đã thoát ra cửa phía sau, bị bỏng ở phần mặt và đã được đưa đi sơ cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Am. Sau khi mọi người chạy đến cùng phá cửa, dập lửa, đồng thời gọi trung tâm 141, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hải Phòng, nhưng vẫn không cứu được 3 mẹ con chị Xoan. Theo báo cáo từ Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Bảo, ngoài việc vụ cháy làm 3 người tử vong, còn làm hư hỏng nặng ngôi nhà, mái nhà bị đổ sập, các tài sản khác trong ngôi nhà đang được cơ quan chức năng thống kê làm rõ. Sáng ngày 1 tháng 2, ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng cùng lãnh đạo công an thành phố, đại diện cho một số sở ngành đơn vị và huyện Vĩnh Bảo đã về địa phương thăm hỏi, động viên gia đình và chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả của vụ cháy. Thưa quý vị, dịp cận Tết, trong khi mọi người đều đang tất bật hối hả để chuẩn bị cho những ngày sum họp đầu năm, thì tại nhiều gia đình, không khí tang thương lại đang bao trùm bởi liên tiếp những vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra. Mới đây, tại Thanh Hóa lại xảy ra vụ nghi ngạt khí lò sưởi dẫn đến 2 vợ chồng ở thôn Yên Trung thương vong. Ngày 1 tháng 2, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng tử vong, vợ đi cấp cứu, nghi do ngạt khí lò sưởi. Khoảng 10 giờ sáng ngày 1 tháng 2, hàng xóm không thấy vợ chồng ông MVH, sinh năm 1971, ra khỏi phòng, nên đã vào gọi thì phát hiện ông H đã tử vong trong phòng ngủ. Bà PTH, sinh năm 1974, là vợ của ông H, đang trong tình trạng nguy kịch nên đã đưa vào viện cấp cứu. Tại hiện trường, người dân phát hiện một lò than sưởi trong phòng ngủ. Người dân chứng kiến vụ việc nhận định, có thể 2 vợ chồng ông H bị ngạt khí CO2 từ việc đốt than sưởi ấm. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để xử lý, đồng thời tiến hành các bước làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc nói trên. Mới đây, một người phụ nữ cũng là mẹ nuôi của bé 5 tuổi ở xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, đã cố tình bỏ lại cháu bé ở giữa đường để người khác báo chính quyền, từ đó nhận nuôi lại nhằm làm được giấy tờ khai sinh cho con. Hành vi thiếu hiểu biết pháp luật này đã khiến người phụ nữ bị xử phạt 20 triệu đồng. Ngày 1 tháng 2, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức bàn giao cháu bé bị bỏ rơi giữa đường gần 4 tháng trước cho bố mẹ nuôi chăm sóc và nuôi dưỡng. Bà BAN, 49 tuổi, là mẹ nuôi của cháu bé. Trước đó đã bị Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột xử phạt 20 triệu đồng về hành vi cố ý bỏ rơi trẻ em. Bà N được xác định là người đã bỏ cháu bé ở giữa đường vào ngày 10 tháng 10 năm 2023. Sau đó, người dân phát hiện đưa cháu bé đến Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân. Chính quyền xã đã ra thông báo tìm người thân cho cháu bé.
Khoảng 10 ngày sau, bà N đến Ủy ban Nhân dân xã trình bày lý do bỏ cháu bé xuống đường. Cụ thể, người này khai đã nhặt được cháu bé trên đường gần bến xe tại Đắk Lắk vào năm 2019 và đã nuôi nấng cậu bé suốt 5 năm nhưng không làm khai sinh cho bé vì thiếu hiểu biết. Khi bé lớn đến tuổi đi học, bà N cố ý bỏ cháu bé giữa đường để phía xã xúc tiến thủ tục làm khai sinh rồi mới đến nhận lại. Tuy nhiên, thời điểm này, bà N không cung cấp đủ bằng chứng chứng minh việc từng nuôi cháu bé nên xã đã chưa bàn giao cháu bé. Đồng thời, chính quyền cơ sở đã giao công an xã xác minh, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột. Sau hơn 3 tháng xác minh, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân đã có đủ chứng cứ chứng thực mối quan hệ giữa cháu bé và bố mẹ nuôi. Tại buổi bàn giao, bà N đã nhận lỗi, cam kết không vi phạm, không lặp lại hành động bỏ rơi con nuôi. Trước đó vào chiều ngày 10 tháng 10 năm 2023, một bé trai khoảng 4 tuổi đã bất ngờ bị thả xuống đường từ một ô tô. Người dân đi đường phát hiện cháu bé đứng khóc một mình nên đã đưa đến công an xã Hòa Xuân nhờ hỗ trợ tìm người thân. Sau đó, chính quyền địa phương tiếp tục thông báo nhưng không ai đến nhận cháu bé. Khi cơ quan chức năng chuẩn bị giao bé trai cho Chủ tịch Hội Phụ nữ xã theo thủ tục cho nhận con nuôi, thì một cặp vợ chồng đã đến nhận là bố mẹ nuôi của cháu bé và xin nhận lại con. Xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, mới đây, mạng xã hội đã xôn xao trước câu chuyện một người đàn ông nghèo ở Trà Vinh vì thương cụ bà bán vé số vất vả nên mượn tiền bạn bè mua ủng hộ 2 tờ. Cuối ngày, người đàn ông may mắn trúng số độc đắc 2 tờ, trị giá gần 4 tỷ đồng. Theo thông tin từ anh Trần Việt Hòa, chủ tiệm vàng ở thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, đúng là mới đây ở Trà Vinh có một anh đi đổi 2 tờ vé số giải độc đắc. Anh này tên là T, nhà ở thị xã Duyên Hải. Anh T trúng giải độc đắc 2 tờ có dãy số 252764 của công ty xổ số Kiến Thiết tỉnh Đồng Tháp. Anh T có người quen thường mua vàng ở tiệm của anh Hòa. Người này biết tiệm vàng của anh Hòa nhận đổi tiền trúng số nên đã giới thiệu anh T liên hệ để đổi tiền thưởng. Chiều ngày 30 tháng 1, anh Hòa đến tận nhà của anh T để trao số tiền thưởng gần 4 tỷ đồng. Anh Hòa kể, anh T khoảng 50 tuổi, nhà nghèo, vợ chồng anh T có vẻ hiền lành, rụt rè. Hôm nhận tiền thưởng, người thân của anh T có mặt rất đông. Tuy nhiên, anh Hòa không nghe anh T kể chuyện mượn bạn 20.000 đồng để mua vé số ủng hộ cho cụ bà, mà chỉ nghe nói nhà nghèo, anh T nhịn ăn nhịn uống mua 2 tờ vé số để cầu may. Không ngờ vận may đến với gia đình anh ấy thật. Anh Hòa cũng cho biết nhiều trang mạng xã hội đăng thông tin không đúng sự thật. Thậm chí họ còn đồn là anh Hòa trúng số chứ không phải anh T. Người này khẳng định chỉ kinh doanh tiệm vàng và đổi vé số trúng thưởng, không phải đại lý vé số. Còn anh T cũng xác nhận việc trúng số nhưng không muốn chia sẻ chuyện ngoài lề. Khi đang đào móng làm nhà, ông Nhăng Văn Sơn, chú ở xã Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An đã bất ngờ phát hiện một quả bom nằm dưới lòng đất nên trình báo cơ quan chức năng hỗ trợ. Ngày 1 tháng 2, Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp với lực lượng chức năng địa phương huyện Kỳ Sơn tiến hành hủy nổ thành công một quả bom nặng 350kg còn nguyên kíp nổ tại xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Trước đó vào ngày 29 tháng 1, ông Nhăng Văn Sơn, trú tại bản Paka, xã Nậm Cắn, đã tiến hành đào móng làm nhà thì phát hiện một quả bom nằm dưới lòng đất. Sự việc lập tức được ông Sơn trình báo lên Ban Chỉ huy Quân sự xã Nậm Cắn, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kỳ Sơn để hỗ trợ xử lý. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực có bom, đồng thời tổ chức canh gác 24/24, không để người và các phương tiện đến gần. Tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng xác định vật thể trên là một quả bom còn sót lại sau chiến tranh. Đây là loại bom phá kiểu bom M117 có đường kính 40cm, chiều dài 126cm, nặng khoảng 350kg còn nguyên kíp nổ. Ban Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An sau đó đã tiến hành vô hiệu hóa ngòi nổ của quả bom, đồng thời di chuyển đến khu vực đồi bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn để tiêu hủy an toàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.